rất là thoáng nha các bạn nhé. Xong anh em buộc sắt nữa là ok rồi, ngày mai là bắt đầu là để đổ bê tông. Đây vật liệu thứ tư là bây giờ là tăng bo thêm nhé. Đây là hướng cầu thang lên nhà đây. Ở nhà 32 cái cột, cột xuống một cái cột ở cái vì cái thang lên. Ở trên là đủ mái bằng hết. Sau bao ngày thi công nha các bạn nha. Hiện tại là bây giờ cũng đã coi như gần hoàn thiện cuối cùng. Còn khoảng 4-5 ngày thôi là sẽ đổ sàn rồi các bạn nhé. Đổ hết ráo, làm vào khẩu ghép sàn. Mẫu nhà 3 gian đứng, 32 cái cột. Đến hôm nay thì cũng đã hoàn thành cái phần khung. Mai nữa là đổ bê tông là sẽ bàn giao lại công trình cho gia chủ. Và hiện tại là bây giờ em bật là em sẽ về trước. Sẽ không có mặt tại đây thì bác ra để anh em các bạn là tông thôi. Bác nào có nhu cầu làm bê tông cứ alo nhá. Chào bạn nha. Hiện tại bây giờ mẫu khung là bây giờ cũng đã buộc sắt là đã bè xong. Ngày mai bắt đầu là đổ sàn là sẽ hình thành cái khung một ngôi nhà. Đây là cái khâu chuẩn bị để ngày mai là bắt đầu đổ bê tông đây các bạn này. Đây là những cái khâu chạy ống nước nhé. Kèn đi mai kia luồn điện đi theo tường. Khâu chạy ống để đi luồn điện đi lên tường đây. Bên kia về bếp. Đây là một buồng ngủ, hai buồng ngủ, ba buồng ngủ. Ra cái gian này sẽ là một gian cầu thang. Gian này sẽ mở rộng ra là 2m3 đây. Đấy. Mở rộng ra 2m3. Đây là kho nông chủ nha các bạn nhé. Đây là một cái cầu thang chính. Cầu thang chính được thêm qua cái gian trái này. Gian trái này ở phía trên là sẽ là tủ máy băng. Cầu thang này sẽ mở rộng ra là 1m55. Ở phần dưới kia sẽ là xây một cái chiếu lên 4 bậc. Và cầu thang này sẽ lên 13 bậc. Và nhà này có trốn hai cây xà lồng ở giữa hai vi. Thì không gian của nhà này cực kỳ thoáng bởi vì mẫu nhà 3 gian đứng. Còn bình thường mẫu nhà khác là mẫu nhà là một gian hai trái, có cái thì nó không thoáng như những cái nhà này. Những nhà này mẫu gian đứng này. Đây là khâu chuẩn bị là ngày mai bắt đầu là được sàn để thợ điện nước ra lắp hết rồi thì trong công việc thì mình có bận, mai là mình về trong quá trình đổ sàn thì mình ở đây cho anh em ở đây đổ thôi. Còn hiện tại là phần khung đã hoàn thiện nhé và bàn giao cho nhà chủ rồi.
Đây là toàn cảnh cái bộ khung ngôi nhà đây các bạn này. Đây mẫu cái chuyền nhé, chuyền dài đó. Và nhà này sẽ có đi diềm, đi diềm theo những cái đầu bẩn của chiến xa đó. Đấy gọi những cây chắn gió. Ở nhà này đổ cái nóc trước rồi. Cái nóc tháo ra thật từng. Cái nóc là 10 mét. À 11 mét, đủ cái nóc là 11 mét. Còn bên này là bên mái của thang này. Đấy. Đây, hiện tại là bây giờ là thợ điện nước đang lắp ống lên đi điện đi. Dê buộc đấy rồi, dê buộc rồi, chỉ đợi lên thớt thôi. Bên kia bên máng nước nha, còn đầu kia sẽ đầu bếp. Anh em mình đang nghỉ uống nước. Buộc cái đầu ngoài làm chuẩn đấy anh bạn ơi. Buộc cái đầu ngoài cột kia làm chuẩn đấy, xong rồi ăn lối. Sát cột luôn mà giữa dầm luôn nhá. Sau này tường nó làm giữa dầm ấy. Ở đây là gần vườn cam nha các bạn nhé. Thì các chị đang lấy cam về, lát nữa xuống lấy vài cân mai về quê thôi. Đây thì đa số là cam cam Vinh. Để nước sẵn sàng, chỉ đợi mai là bắt đầu là sẽ đổ sạch. Đầy đủ.